nhận cho, được rồi, yên tâm. Chào bác ạ. Bác nhận hàng giúp cháu ạ. Của bác là có 8 đơn. À, 4 đơn là thanh toán rồi, còn 4 đơn là chưa thanh toán. 4 đơn. Thôi. Bác không có thời gian để kiểm tra đâu. Dạ thế nhưng mà bác phải kiểm tra chứ không là bác lại mất công giao bưu cục đổi lại. Nhưng mà ngoài này kiểm tra nắng nóng lắm, tôi không chịu được đâu. Nhá, tôi đi vào trong nha. Thế nhưng mà ở đây xung quanh những bao nhiêu người ta lấy hàng của cháu, bác không ngại gì đâu. Đi vào trong nhà kiểm tra cho nó mát nhá. Dạ vâng ạ, thế cũng được. Đi vào trong này cho mát cháu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ bác ơi, hàng của bác đây. Ừ. Cái gì đấy? Dạ, đây là gối giữ nhiệt. À, bác kiểm tra đi. Rồi. Dạ, đây là dầu gội đầu chống rụng tóc, chống bạc tóc ạ. À, cái này hợp với bác này. Đây là mật ong bác ạ. Đây. Đây là dây. Còn không hả cháu? Dạ vẫn còn hai món. Dạ đây ạ. Thôi. Xem hộ bác mấy giờ? 12:20. Sắp 12:30 rồi. Ôi giời, con bé sắp đi làm về. Đây này, bác bảo này. Nhân thể bữa trưa, bác mời cháu ở lại ăn cơm. Ôi, thôi bác ơi, cháu phải đi giao còn nhiều nhà nữa lắm ạ. Chưa rồi còn giao cho ai nữa? Nhưng mà ôi, bác dọn lắm thế là xong. Nhưng mà bác ơi, không có những nhị gì cả, chờ một tí. Mẹ ơi. À, chào cô. Anh là ai đấy? Sao ở nhà tôi? À tôi. Tôi chỉ bỏ cái khẩu trang xem nào. À ừ đấy. Anh giao hàng xong, anh phải về đấy chứ, anh ở đây làm gì? Mẹ tôi chưa trả tiền à? Mẹ ơi mẹ. Tôi đi ngay. Cái gì đấy? Mẹ trả tiền cho người ta chưa? Trả rồi. Chưa về, thấy tiếng rồi, ấm ý cả lên. À, đây là cậu shipper, tiện bữa trưa, mẹ mời cậu lại ăn cơm. Thôi, mẹ! Cháu xin phép cháu đi luôn, chứ bây giờ chưa. Nhưng mà bác ơi, chưa thì cháu giao cái bao nhiêu nhà nữa. Ôi, chưa thì làm sao mà phải. Nhưng mà, bác ơi. Ấp kìa mẹ. Đi vào ăn cơm, nhưng mà mẹ cái gì nữa. Cháu tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Thế có công ăn việc làm chưa? Dạ, thưa bác là cháu đang chờ việc ạ. Thế đã có người yêu chưa? Dạ, cháu chưa. Ôi dồi ôi, thế à? Tốt quá. Con bé nhà bác ấy, nó cũng vừa ra trường mà chưa có người yêu đâu cháu ạ. Mẹ! Ôi dồi, đau thế. Mà ăn cơm đi. Mà ăn cơm. Giỏi rồi. Dạ cháu cảm ơn bác. Mạnh dạn lên. Dạ vâng ạ. Ăn nhiều đi cháu. Cháu cảm ơn bác. À, ăn cơm đi ạ. À. Dạ mời cô. Kệ đó. Ăn đi. Nhìn cái gì? Con vẫn đang ăn mà. Ừ. Của anh này. À, sao ạ? Tôi cảm ơn. Không có gì đâu ạ. Mà mẹ tôi ít khi tin người như thế này lắm. Shipper như anh quả đúng là hiếm thật đấy. Tôi nghĩ là không hiếm đâu. Tôi rất thích cái không khí của gia đình cô. Tôi thích cái cách mà cô đi làm mà vẫn cố gắng về ăn cơm trưa với mẹ. Thôi, mình đã có số điện thoại của nhau rồi. Hôm nào đó trời đẹp hơn, tôi sẽ mời cô đi uống cà phê để cho cô biết tôi hiếm cỡ nào. Bây giờ tôi phải đi làm đây. Dạ, cháu xin phép bác cháu đi làm ạ. Anh đi ạ. Này. Dạ. Mẹ thấy cậu này được đấy. Mẹ. Cậu ế thế à? Không ế. Nhưng mà cô ăn vạ nhà tôi bao nhiêu năm rồi. Người ta chỉ là shipper thôi mà mẹ. Này. Là kỹ sư đang chờ nhận việc đấy. Rồi ôi. Được như người ta đi đã. Shipper. Kỹ sư á? À?